Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 5 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, thời tiết các khu vực miền Đông, miền Tây và thành phố Hạ Long phổ biến trời nhiều mây có mưa, mưa vừa và rông. Riêng khu vực miền Đông có mưa vừa, mưa to, cần đề phòng có gió giật mạnh, xét trong cơn rông. Nhiệt độ giao động trong khoảng từ 22 đến 27 độ. Còn ở vùng biển ngoài khơi bao gồm huyện Cô Tô, thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động trên ngư trường. Dự báo có mưa, mưa vừa và rông, gió đông bắc cấp 3, cấp 4 có lúc cấp 5, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay một khối không khí lạnh mới lại được di chuyển xuống nước ta và dự báo trong đêm nay và ngày mai ở bắc bộ sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 80 mm. Thời gian mưa tập trung từ đêm nay và sáng ngày mai. Trong mưa rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Do vừa có mưa lại có tác động của khí lạnh nên nhiệt độ đêm nay và ngày mai ở Bắc Bộ đều giảm nên nhiệt đêm và sáng xe lạnh. Còn trong ngày, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Không khí lạnh và vùng hội tụ gió trên cao được dự báo cũng tác động đến các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế. Vì thế từ đêm nay mưa cũng sẽ gia tăng hơn ở khu vực này có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to và rông, nguy cơ kèm theo lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Do có mưa nên nhiệt độ ngày mai ở khu vực này cũng giảm xuống còn từ 28 đến 31 độ. Với các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong chiều tối mai cũng có mưa nhiều hơn nhưng chủ yếu xuất hiện ở các tỉnh phía Nam và thời gian mưa thì chủ yếu vào chiều tối. Nhiệt độ giao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Lùi xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày mai tiếp tục có mưa rào rải rác và có rông. cục bộ có mưa vừa, mưa to tập trung vào chiều tối với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Ban ngày thì có mưa vài nơi, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ ở khu vực Tây Nguyên, còn tại Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Chuyển sang thời tiết biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm nay trở đi, gió trên khu vực biển Đông sẽ quay dần sang hướng Đông đến Đông Bắc. Cụ thể ở khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có huyện đảo Hoàng Sa có gió cấp 4, cấp 5, còn khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Trường Sa có gió cấp 3, cấp 4.